cần tôi cần một cây viết chì. Tôi cần một cây viết chì. Anh ấy cần một ít tiền. Anh ấy cần một ít tiền. Please pay attention. For the people in the North Vietnam, they say anh ấy cần một ít tiền. Anh ấy cần một ít tiền. Cô ấy cần một chiếc váy mới. Cô ấy cần một chiếc váy mới. Cô ấy cần một chiếc váy mới. Nhà họ cần một ít gạo và nước mắm. Nhà họ cần một ít gạo và nước mắm. Nhà họ cần một ít gạo và nước mắm. Chúng ta còn cần gì nữa không? Chúng ta còn cần gì nữa không? Bạn còn cần gì nữa không? Bạn còn cần gì nữa không? Tôi cần thêm một ít sữa. Tôi cần thêm một ít sữa. Tôi cần thêm một ít sữa. Họ cần một chiếc xe hơi Innova. Họ cần một chiếc xe hơi Innova. Chúng tôi cần một cái bàn ăn lớn. Chúng tôi cần một cái bàn ăn lớn. Chúng tôi cần một cái bàn ăn lớn. Tôi cần một nơi yên tĩnh. Tôi cần một nơi yên tĩnh. Tôi cần một nơi yên tĩnh. Tôi cần một chiếc áo mưa. Tôi cần một chiếc áo mưa. Tôi cần một chiếc áo mưa. Tôi cần mua một chiếc áo mưa. Tôi cần mua một chiếc áo mưa. Tôi cần mua một chiếc áo mưa. Tôi cần mượn một chiếc áo mưa. Tôi cần mượn một chiếc áo mưa. Tôi cần mượn một chiếc áo mưa. Tôi cần một cây dù. Tôi cần một cây dù. For the people in the North Vietnam, they say, tôi cần một cái ô. Tôi cần một cái ô. Tôi cần một cây kéo. Tôi cần một cây kéo. Tôi cần một cây kéo. Tôi cần mua một quyển sách về Phật giáo Tây Tạng. Tôi cần mua một quyển sách về Phật giáo Tây Tạng. Tôi không cần cái này. Tôi không cần cái này. Tôi không cần cái này. Tôi không cần tỏi. Tôi cần một ít ớt. Tôi không cần tỏi. Tôi cần một ít ớt. Tôi không cần tỏi. Tôi cần một ít ớt. Anh ấy không cần cô ấy nữa. Anh ấy không cần cô ấy nữa. Bạn có cần quạt máy không? Bạn có cần quạt máy không? Cần, trời nóng quá. Cần, trời nóng quá. Không cần, trời khá mát rồi. Không cần, trời khá mát rồi. Không cần, trời khá mát rồi. Tôi cần nói chuyện với anh ấy. Tôi cần nói chuyện với anh ấy. Tôi cần nói chuyện với anh ấy. Tôi cần nói chuyện với bạn càng sớm càng tốt. Tôi cần nói chuyện với bạn càng sớm càng tốt. Tôi cần đi vệ sinh. Tôi cần đi vệ sinh.
Tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Cô ấy cần bạn giúp cô ấy chọn một chiếc quần jean mới. Cô ấy cần bạn giúp cô ấy chọn một chiếc quần jean mới. Những gì bạn cần là một tô phở nóng. Những gì bạn cần là một tô phở nóng. Tôi cần bạn làm một số việc cho tôi. Tôi cần bạn làm một số việc cho tôi. Cần phải. Anh ấy cần phải giảm cân. Anh ấy cần phải giảm cân. Trên đường đi làm về, tôi cần phải mua sắm một chút. Trên đường đi làm về, tôi cần phải mua sắm một chút. Or you can say, trên đường đi làm về, tôi cần phải mua một chút đồ. Không cần phải. Bạn không cần phải lo lắng. Bạn không cần phải cười, lượt tới sẽ là bạn. Bạn không cần phải kể cho tôi nghe bất cứ cái gì cả nếu bạn không muốn. Bạn không cần phải kể cho tôi nghe bất cứ cái gì cả nếu bạn không muốn. Bạn không cần phải trở lại nếu bạn không muốn. Bạn không cần phải trở lại nếu bạn không muốn. Lẽ ra không cần phải. Lẽ ra cô ấy không cần phải đích thân đến, viết thư là được rồi. Lẽ ra cô ấy không cần phải đích thân đến, viết thư là được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Thank you for watching. See you all next time.